có làm video đi rừng các bạn. Mình sẽ làm video đi tìm về bẫy con chim chích chòe lửa các bạn. Hy vọng sẽ được may mắn. Nhưng mà thấy bẫy chích chòe lửa ấy, đồi rất đẹp các bạn, địa hình tuyệt vời luôn. Đồi bầu. Có khả năng chích chòe lửa sẽ ở đây các bạn ạ. Bây giờ đang mùa sinh sản, không biết nó có hot không các bạn nhé. Với cả bay bây giờ là đang mùa nấm ấy các bạn. Đồi đẹp, có khi khả năng là mối nó sẽ mọc các bạn. Bây giờ mùa này tháng tư âm. Tháng tư âm thì nấm mối nó sẽ mọc 4 ngày các bạn. Thế như mình được biết, còn tháng 5 thì nó mọc 5 ngày các bạn. Đây đây các bạn ơi, đây của mình có vớ được bụi nấm mối đấy các bạn này. Đấy, các bạn xem mình lấy nhá. Các bạn nhìn thấy không? May này thì gặp thôi các bạn. Chứ tìm nó khó lắm. Đây mình có bộ này có mấy cây các bạn. Nó cũng mọc từ mấy hôm trước rồi. Nước mưa. Đây các bạn. Đấy. Có một cánh bụi các bạn. Đây gọi là mối nó mới ăn được các bạn nhé, ăn ngon đấy. Đấy đến mùa ăn thấy không, nó mọc thành bụi này. Bụi này nó bụi này còn bé, trước mình đi lấy thời chân trâu mình lấy bụi to các bạn, bụi này nó xé rồi. Nhiều nhiều thế đủ bữa các bạn. Cái này nó mọc khắp nơi mà, nó không cố định đâu các bạn. Nó có tên gọi là nấm mối. Thế mình đi tìm đồ này tiếp rồi các bạn. Rồi. Tìm nhiều nhiều thế đủ bữa. Đây có tổ chim sâu các bạn, mình sẽ review các bạn xem nhé. Đây. Biết bên trong có gì không. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Tổ nó quấn một cái lá các bạn này, thì mình đứng gần các bạn xem nhé. Đây, tổ quấn cái lá các bạn, cũng bên trong có con nhỉ. Mùa này thường là có chim con này, và chim muộn có trứng các bạn. Để xem nhé. Bên trong có hai quả trứng như vậy các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Mình quay rõ hơn các bạn xem nhé. Bên trong nó có 3 quả trứng các bạn ơi. Tổ chim sâu này có 3 quả trứng. Đây các bạn, tổ chim sâu có 3 quả trứng, khả năng là đang ấp. Mình qua động con mẹ nó bay ra các bạn. Đấy, mình thấy bên trong không? Đấy, trứng chim sâu các bạn nhìn thấy không? Có 3 quả các bạn. Đấy. Đấy. Quả. Chim sâu này nếu mình ở gần thì mình sẽ quay quá trình nó phát triển của chim con cho các bạn xem, nhưng nó xa quá các bạn. Mình không quay được. Xa nhà quá. Mình tiếp tục đi xem có chòe lửa thì mình bẫy các bạn. Như các bạn xem này, trên mình là gọi quả nhung rồi các bạn. Không biết gọi là quả gì nữa các bạn nhé. Đây. Đây, quả này sắp chín rồi. Khi chín thì nó xòe ra các bạn. Nó nở hết chỗ này ra này. Khi chín nó xòe ra, bên trong hạt màu đen. Ăn hạt được các bạn. Quả này chưa chín này. Hạt nó màu trắng các bạn nhé. Khi nào chín nó sẽ màu đen này. Mình quay trực tiếp của các bạn xem. Đấy. Không? Để hạt nhung, hạt này ăn được các bạn. Theo kinh nghiệm đi rừng của mình, hạt này ăn được. Tìm xem có được bụi nấm nó nữa không các bạn nhé.
May ra thì gặp như đồi rậm này, không biết đâu mà tìm. Chỗ có chỗ không, nó mọc lung tung. Thường là mình biết là, thường là nó hay mọc ở đồi danh, đồi có cây mỡ bù đè. Mục đích của mình hôm nay đi bẫy chèn lửa các bạn. Đây các bạn ơi, lúc nãy là mình review quả nhung màu xanh nhá, nó xanh chưa chín nhá các bạn nhá. Đây, đây mình sẽ review cho các bạn xem cái quả nhung nó chín bên trong nó như nào các bạn ơi. À, quả già chín nó bắt đầu tẽ này, các bạn thấy đẹp không? Nó xòe ra này. Đấy, quả này cũng chưa già mấy, quả già nó màu đỏ, à, quả nó chín nó màu đỏ này. Hạt nó màu đen xì, đen các bạn. Cái này hơi nâu nâu, chưa đen mấy. Các bạn biết tại sao gọi là quả nhung không? Tại vì bên ngoài này, bên ngoài nó có một lớp như cái vải nhung các bạn, thế nên người ta gọi là quả nhung. Đấy, chỗ mình gọi quả nhung, còn chỗ các bạn không gọi quả gì các bạn này. Các bạn thấy đẹp không? Cây này là cây bé này, cây này nhỏ nó không sai. Cây to nó sai nhiều quả lắm các bạn. Đồi đang mùa nhung rồi các bạn. Con này đang mùa nhung ấy. À, mình tiếp tục đi xem có được nấm hay là con chè lửa gì không nhá các bạn nhá. Hy vọng sẽ được may mắn này. Mình sẽ review đồi cho các bạn xem. Đồi mỡ các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không? Thấy nhiều quả nhung chưa? Đấy, các bạn thấy không? Đấy, quả nhung các bạn. Quả này là hạt nó, quả này quả già ấy, lấy hạt của nó. Rồi mình sát cái vỏ ngoài đi. Xong mình rang lên để ăn rất bùi các bạn. Đây, mình sẽ quay gần các bạn xem này. Cây này sai quả chưa? Nó từng chùm chùm rồi các bạn này. Đấy, cây này nhỏ mà sai quả lắm. Con thấy đẹp không? Con thấy đẹp chưa? Đây. Nó sẽ ghép thành ra cho các bạn xem nhé. Đây. Thấy quả chưa? Sai quả không? Cái này. Đấy các bạn thấy không? Quả nhung á. Đây bắt đầu chín rồi. Thì hái cái hạt này về các bạn. Xong rồi mình bóc cái vỏ ngoài đi. Mình tuốt cái vỏ ngoài đi, không mình rang lên. Đây. Mình rang ăn bùi lắm các bạn. Đây là cái vỏ này. Đấy. Đẹp chưa? Quả nó thường có 4 đấy. 4 nhánh này các bạn. 4 cái như cái móng gà, móng chân gà. Chùm 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 này. Đấy. Quả nào ấy thì quả nào thì sai thì năm cái các bạn. Đấy. Các bạn cùng theo chân mình đi bẫy con chim chích chè lửa nhé các bạn nhé. Hy vọng sẽ được may mắn.